không nắm rõ quy định, vòng vo trong khai báo y tế, khiến cho người thân trong gia đình và cả khu dân cư chịu ảnh hưởng. Đó là sự việc xảy ra gần đây với những ca bệnh mới trở về từ vùng có dịch. Qua đó cho thấy tầm quan trọng việc khai báo phụ thuộc vào ý thức, sự trung thực của người dân. Nếu không, dịch bệnh sẽ xâm nhập vào địa bàn. Bệnh nhân Lương Minh A, sinh năm 2014, ở thôn Bích Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, là F1 của ca bệnh 157.770 khi tiếp xúc gần vào ngày 25 tháng 7 tại nhà ông bà ngoại. Thế nhưng điều này chỉ được gia đình khai báo khi cháu A và mẹ có dấu hiệu ho sốt vào ngày 3 tháng 8. Trong trường hợp này đã có dấu hiệu khai báo vòng vo không trung thực nhằm trốn tránh cách ly. Đáng nói, sau khai báo y tế lần đầu, các thành viên trong gia đình thuộc diện F2, F3 nhưng vẫn đi lấy hoa quả và bán tại chợ trên Hà Nội, không khai báo y tế dù trở về từ vùng có dịch. Đối với tất cả các công dân mà đi từ vùng dịch về thì đến thẳng trạm y tế xã để khai báo. Sau đó thì trạm y tế sẽ phân lập ra là những đối tượng nào thuộc nhóm cách ly tại nhà. Một số người thì họ không hiểu cơ chế lây bệnh rất nguy hiểm của SARS-CoV-2 này và người ta sợ phải đi cách ly tập trung, người ta sợ phải xa nhà. Không khai báo y tế ảnh hưởng trước nhất là sức khỏe của chính những người thân trong gia đình, sau đó là cả khu vực dân cư sinh sống khi phải thực hiện phong tỏa, không được đi lại tiếp xúc và tham gia các hoạt động bên ngoài. Cụ thể, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 đang diễn ra, tỉnh Hưng Yên có 24 em học sinh nằm trong vùng thực hiện cách ly phong tỏa, không tham gia dự thi được. Cùng với đó là sự nỗ lực hơn nhiều lần của đội ngũ tham gia phòng chống dịch các địa phương. Không may, trên địa bàn xã có một trường hợp F0. Một người đấy lại không trung thực trong cái khai báo y tế thì rất ảnh hưởng đến toàn thể mọi người. Thứ nhất là F1 thì khi tiếp xúc với F0 đã người ta chủ quan, đội ngũ cán bộ y tế cùng với cả là quân sự rồi tất cả những ban ngành đoàn thể đều phải lao vào để dập dịch. Khai báo y tế được coi là khâu đầu tiên quan trọng nhất trong truy vết, khoanh vùng và dập dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có quy định chặt chẽ về kiểm soát người về từ vùng dịch. Thế nhưng không phải địa phương nào cũng nghiêm túc thực hiện và người dân nào cũng có ý thức trung thực trong khai báo. Trong cái tình hình dịch bệnh đang diễn biến cam co như thế, rất nhiều các cái lực lượng gồng mình để chống dịch. Thế nhưng một số đối tượng đã không trung thực khai báo, phải có những cái biện pháp chế tài thật là phù hợp để răn đe và làm gương cho những người khác. Đối với cái tình hình xảy ra để bỏ sót đối tượng thì cái đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là cái ý thức của một số công dân chưa chấp hành tốt. Cái thứ hai nữa thì cũng phải thấy rằng là cái việc quản lý buông lỏng trong cái công tác phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, thì việc trung thực chủ động khai báo y tế là hành động thể hiện trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ đó giúp cơ quan chức năng có thể đánh giá đầy đủ, góp phần ngăn chặn, khống chế dịch lây lan vào địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.